Chào các bạn, mình tên là Dũng, là kỹ thuật viên của Vidya Shop. Thì khách hàng luôn đặt ra những câu hỏi cho Vidya là trong một dàn karaoke chuyên nghiệp thì sẽ gần những thiết bị như thế nào và chức năng của nó ra sao. Vậy thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái vấn đề này nhé. Vidya, chuyên gia âm thanh karaoke. Vidya, vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và ở đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thiết bị cần có cho một dàn karaoke chuyên nghiệp. Đầu tiên là bộ micro không dây. Chức năng chính của micro đó là thu tín hiệu âm thanh. Và tín hiệu ở đây đó chính là giọng ca và giọng hát của chúng ta. Trong dàn này thì mình đang sử dụng là bộ micro Zimmer 1 của hãng BS Audio. Thiết bị thứ hai đó chính là đầu karaoke. Đây chính là nguồn phát nhạc chính của dàn. Đầu này có mã hiệu là Kara M10, một trong số các thiết bị mà gọi là đang rất hot trên thị trường hiện nay, có khả năng là truy cập nhạc online và số lượng bài hát của nó lên đến 150.000 bài. Tiếp theo, thiết bị thứ ba đó chính là mixer, hay được gọi là vang số. Thì mixer, chức năng chính của nó là dùng để chọn các tín hiệu như là âm thanh của micro, âm thanh của nhạc và âm thanh của effect, bao gồm tiếng echo và tiếng reverb, để tạo cho mình một cái cảm giác hát rất là bay bổng. Nó có chức năng cắt khúc cho micro. Và cái con mà đang sử dụng ở đây đó chính là LA8, mã hiệu là K9000. Và tiếp theo đó chính là không thể thiếu cho một dàn karaoke, đó chính là main, và tên gọi khác đó là cục đại công suất. Với thiết bị này thì dàn karaoke sẽ được khuếch đại công suất, giúp cho âm thanh mạnh mẽ. Mình đang phối ghép con main sound standard, mã hiệu là BKM 8.5, một nhân vật mới trên thị trường âm thanh Việt Nam hiện nay. Thiết bị thứ năm đó chính là loa. Loa chức năng chính của nó dùng để phát âm thanh ra ngoài. Thì cái mã hiệu ở đây á, mình đang sử dụng đó là con LA8 Ring KS8012X. Và cái thiết bị cuối cùng ở đây á, đó chính là sub. Sub có chức năng tăng thêm tiếng bass và làm cho cái giải tầng thấp của mình được đầy hơn và lực hơn. Và cái model mình đang sử dụng ở đây á, đó chính là ART. Khi các bạn muốn cho một cái dàn karaoke gia đình của mình trở nên chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể bổ sung thêm một cái màn hình cảm ứng như thế này. Tùy theo kinh tế của mỗi gia đình, các bạn có thể thay cái màn hình cảm ứng này bằng một cái điện thoại thông minh hoặc là một cái tablet. Bây giờ mình sẽ test cái âm thanh của dàn karaoke cho các bạn cùng nghe nhé. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi. Yeah.
Và như nãy giờ mọi người cũng đã thấy rồi đó, thì mình đã giới thiệu cho mọi người thấy là một cái dàn karaoke chuyên nghiệp thì cần có những thiết bị như thế nào. Và nếu các bạn muốn tạo cho mình một dàn karaoke gia đình hoặc tư vấn lắp đặt để kinh doanh, thì các bạn có thể đến ngay showroom của Vidia Shop để được các nhân viên tư vấn trực tiếp, hoặc gọi qua số hotline 0902 799 186 0902 699 186 được hỗ trợ trực tiếp. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.